mọi người, chào mừng các bạn đến với Mi Tâm TV. Các bạn ơi, ngày hôm nay là một ngày đầu năm mới, cho nên là mẹ cùng với Tâm đã đến Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam để cầu nguyện, cầu bình an cho một năm mới thật thuận lợi, suôn sẻ và may mắn. Chắc hẳn các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, đã nghe đến Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và thậm chí là các bạn đến đây rất là nhiều lần rồi. Nhưng giữa không khí mùa xuân thật ấm áp, thanh bình như thế này mà chúng ta được đến với Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, được cùng hòa vào dòng người, đi du xuân lễ chùa thì thật là một điều đáng quý giá. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xem là một trong những công trình nghệ thuật độc đáo nhất của xứ Tây Đô. Thiền viện tọa lạc tại ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đây được xem là một trong những thiền viện thuộc hàng lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ tính đến thời điểm năm 2014. Thiền viện Trúc Lâm có ngôi chánh điện, nhà thờ tổ được xây dựng theo kiến trúc văn hóa Lý Trần. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có các hạng mục khác như Quan Âm Điện, Di Lặc Điện, Chùa Một Cột, Giảng Đường. Dọc theo hai bên lối vào chính điện là những bức tượng được điêu khắc trạm chỗ công phu tỉ mỉ của hình ảnh 18 vị La Hán. Và trong ngày hôm nay là một ngày đầu năm, và trong không khí ngập tràn của mùa xuân thì người người nhà nhà cùng nhau đi du xuân, lễ chùa, cho nên là gia đình Tâm cũng cùng nhau đi lễ chùa đầu năm. Khi chúng ta nói về tục lễ chùa thì đây được xem là một tục lệ, văn hóa, nét đẹp của người Việt từ xưa đến nay. Với nhiều gia đình, đầu năm đi lễ chùa là để cầu phúc cho một năm thật an lành. Và theo quan niệm của Đạo Phật, đi lễ đầu năm là nhằm hướng đến vạn sự hanh thông. Đến chùa, người ta không chỉ cầu an cho gia đình mà còn cho tất cả mọi người. Người Việt Nam tin rằng đi lễ chùa đầu năm không chỉ đơn giản là để ước nguyện, mà còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả, rối ren trong năm cũ. Về nơi cửa Phật, giữa không gian thanh tịnh, mùi khói nhang, sắc màu của đèn hoa, mỗi chúng ta sẽ cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Và đặc biệt khi đến với Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thì chúng ta không chỉ đi lễ chùa mà còn có thể lưu lại những khoảnh khắc, hình ảnh rất đẹp tại đây. Mặt lại cho mẹ coi. Đánh lạnh lên.
biệt, khi đến với thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, con người ta như được trở về với những điều thanh bình, giản dị nhất. Với những ai muốn tìm tới một chốn tâm linh thanh tịnh, khi về Cần Thơ, hãy nhớ ghé thăm thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. Với sự tinh tế trong từng góc nhỏ, các giá trị tâm linh, các giá trị văn hóa của thiền viện, chắc chắn các bạn sẽ cảm nhận được những an yên trong tâm hồn mình. Và bây giờ thì Tâm mời các bạn cùng xem một số hình ảnh mà mẹ mình đã quay phim lại nha. Video này rất là đặc biệt là do mẹ của Tâm quay từ đầu đến cuối luôn. Hai mẹ con cùng nhau đi lễ chùa và hy vọng cầu nguyện một năm mới thật thuận lợi, bình an cho cả gia đình, những người thân yêu và cũng như tất cả mọi người xung quanh nữa. Nhân dịp năm mới thì Tâm kính chúc tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè ở gần xa một năm mới thật là an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Bây giờ thì mời mọi người cùng tiếp tục xem video của mình và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nha. Nhớ xem hết video đó.